Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị công trình của gia đình nhà chú Năm có địa chỉ tại Thái Nguyên. Đây là một công trình vô cùng đẹp, thiết kế theo phong cách hiện đại với lại hệ mái Nhật. Và trước khi đi vào công trình này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Xin kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đã đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị công trình của gia đình nhà anh Lương Hữu Mạnh có địa chỉ tại Tư Mạ Yên Dũng, Bắc Giang. Hiện tại thì tại Bắc Giang chúng tôi thi công rất là nhiều những công trình thi công trọn gói, và không phải chỉ có một mình Yên Dũng đâu mà rất nhiều các huyện khác như là Lục Nam này, Yên Thế, Tân Yên, Lạng Giang. Nếu mà quý vị nào đang ở gần khu vực này thì có thể liên hệ với chúng tôi qua các số hotline 096445888 hoặc 092409999 hoặc 0828133333. Ở đây là các số hotline của chúng tôi, sẽ có nhân viên tư vấn trực 24/24. Quý vị có thể là gọi điện đến bất kỳ lúc nào, khoảng 2-3 giờ sáng hoặc là những ngày cuối tuần thì đều có nhân viên túc trực hết. Đây thì chính là cái kênh trang chủ chính của Mark Home chúng tôi trên YouTube. Và kênh này thì sẽ có đăng tải rất là nhiều này, những cái video các công trình mà chúng tôi thi công trọn gói này, và những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian gần đây. Hiện tại thì luôn luôn được cập nhật nhé. Quý vị có thể vào đây để tham khảo này, và có thể là quý vị có thể vào đây để tham khảo những cái ý tưởng để xây dựng lên ngôi nhà của mình. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể là truy cập website đây, tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở đây thì Mark Home đang có rất là nhiều chương trình này. Đặc biệt thì chúng tôi là đơn vị duy nhất và hiện tại có nhà máy sản xuất và có tổng kho trên toàn quốc để có thể là cung cấp vật tư vật liệu tới các công trình. Ở tại cái trang web này thì chúng tôi, quý vị có thể nhìn thấy, đầu tiên thì là những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế. Và đây thì có cập nhật giá tiền đầy đủ nhá, và minh bạch nhá. Và các công trình cũng như là giá thì chúng tôi luôn luôn cập nhật thường xuyên. Ngoài ra thì còn có các công trình mà đang thi công hoặc là đã thi công hoàn thiện xong rồi. Đây, có giá trị cụ thể đấy ạ, quý vị có thể tham khảo qua. Dưới thì sẽ là phần nội thất này. Ở đây thì chúng tôi sẽ có hệ thống chi nhánh chính. Tại trụ sở miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home tại 180 đường Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại trụ sở miền Nam thì sẽ là tòa nhà Mark Home số 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tại chi nhánh miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở chi nhánh miền Tây là 98A Lý Thái Tổ, nối dài, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Tại chi nhánh Đồng Tháp là 226 Nguyễn Tất Thành, phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Và đây là toàn bộ hệ thống chi nhánh của Mark Home trên toàn quốc. Quý vị ở bất kể miền nào, miền Bắc, miền Nam, miền Trung hay miền Tây thì đều có chi nhánh của chúng tôi hết. Và nếu mà quý vị nào để yên tâm hơn, có thể là lên trực tiếp những cái trụ sở của chúng tôi. Bởi vì là ở ngoài trụ sở này thì là nơi làm việc của các kiến trúc sư này. Ngoài ra thì chúng tôi còn có các hệ thống showroom này trực tiếp ở dưới trụ sở nữa. Quý vị có thể qua này tham quan trực tiếp, trải nghiệm sản phẩm, cũng như là mang về cho mình những cái sản phẩm giá trị nhất. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể là truy cập vào cái trang web tên miền là markhomegroup.vn. Ở kênh này thì quý vị có thể thấy này, đây. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi nhá, đang có các cái dòng sơn như là bột bả chống thấm rất là cao cấp. Và có một cái lợi thế là các vật tư, vật liệu đều do chúng tôi trực tiếp sản xuất và phân phối độc quyền. Đó, nên là quý vị có thể hiểu được tất cả về các vật tư vật liệu này để có thể tư vấn cho chủ nhà các giải pháp thi công để làm sao mà cho công trình không những đẹp mà giá tiền thì còn rẻ. Bởi vì khi là chúng ta mua vật tư vật liệu của Mark Home ấy, thì chúng ta sẽ mua với cái giá gốc trực tiếp từ nhà máy. Chế độ bảo hành thì dài hạn rồi, hàng thì luôn luôn chính hãng. Bình thường khi mà chúng ta ra cửa hàng mua thì đã phải thông qua rất là nhiều khâu này, nhiều cấp này, thông qua các cấp đại lý, cấp nhà phân phối, cấp tổng vùng, tổng kho. Thì mỗi một cấp như vậy thì chúng ta sẽ mất đi là khoảng tầm từ 10-15%. Thì tự nhiên là cái đơn giá mà chúng ta mua rất là cao. Chính vì thế mà những cái công trình tự thi công ấy, thì bao giờ giá nó cũng cao hơn rất nhiều so với chúng ta khi mà thi công trọn gói. Và đặc biệt tại Mark Home của chúng tôi, sau khi mà quý vị ký hợp đồng thì chúng tôi sẽ thi công tuân thủ theo bộ hồ sơ thiết kế này, theo vật liệu mà chủ nhà đã lựa chọn và theo giá tiền đã thống nhất ngay từ ban đầu ký hợp đồng. Và Mark Home cam kết thì sẽ không phát sinh trong cái suốt quá trình thi công nhé. Và trên website này thì chúng tôi có up lên này rất là nhiều những cái mẫu nhà đẹp này, quý vị có thể tự truy cập vào để xem.
Ngoài ra ở đây thì cũng có rất là nhiều những công trình thực tế cho chúng tôi đã thi công xong rồi, để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn cũng như là trải nghiệm. Ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi thì sẽ còn có một cái trang fanpage chính trên Facebook, đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì chúng tôi sẽ cập nhật này, đây những cái mẫu nhà đẹp này, cũng như là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn đang diễn ra. Và quay trở lại với cái công trình chính của ngày hôm nay ạ, đó chính là công trình của nhà anh Lương Hữu Mạnh tại Tư Mại Yên Dũng Bắc Giang. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá phần 3D của công trình trước quý vị nhé. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình của nhà chú Năm ngày hôm nay. Như tôi có vừa nói, đây là một công trình thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với hệ thống mái Nhật. Công trình này sẽ được kết cấu với lại 3 tầng. Quý vị có thể nhìn thấy ngay từ ngoài đầu tiên thì cái phong cách hiện đại nó rất là nổi bật ở công trình này rồi. Với lại từng những cái đường nét này, nó rất là khỏe khoắn và sử dụng những vật liệu hoàn toàn mới. Phong cách hiện đại thì được xem là một trong những xu hướng rất là phổ biến hiện nay, được rất là nhiều gia chủ yêu thích lựa chọn. Phong cách này thì nó sẽ tạo bởi cái sự cân bằng này, sự thẩm mỹ và công năng sử dụng này, được áp dụng cho mọi công trình từ chung cư, nhà phố, biệt thự, dù là trong kiến trúc hay nội thất hay ngoại thất, thì điều nổi bật của phong cách này đó chính là cái sự tương đối đơn giản. Chính vì thế mà rất là nhiều gia chủ có tuổi rồi vẫn yêu thích và lựa chọn phong cách này. Ta có thể nhìn thấy những cái vật liệu rất là mới sử dụng trong cái công trình này, đó chính là từ kính này, rồi là xi măng, cốt thép này. Đấy, rồi tất cả những vật liệu gạch ốp này, nó đều mang lại một cái sự rất là khỏe khoắn. Màu sắc thì cũng là một trong yếu tố mà quyết định đến cái vẻ đẹp của mỗi công trình. Và trong cái quá trình mà xây dựng một ngôi nhà thì người ta cần phải lưu ý vào màu sắc rất là nhiều. Và công trình này chúng ta có thể thấy một số những cái mảng tường được ốp đá này, ví dụ như ở hai bên này, rồi toàn bộ cái phần gara phía dưới tầng 1 này đều được ốp đá hết. Màu đá ở đây thì sẽ là cái màu xám ghi nổi bật cho công trình. Và để tạo điểm nhấn hơn thì đây phần trên khu vực tầng 2 này, cũng như là phần khu vực tầng 3 này, cũng như là cái phần đây dưới mái thì ta sẽ sử dụng bằng một cái chất liệu, đó chính là cái nhựa giả gỗ. Nó không khác gì với gỗ tự nhiên cả, nhưng mà khi mà chúng ta sử dụng ở trong không gian ngoài trời ấy, thì nó rất là phù hợp. Nó có tác dụng là chống nước này, chống chịu tác động tự nhiên từ môi trường ra bên ngoài rất là tốt và không bị mục hay nứt nẻ ở mốc. Toàn bộ phần tường của chúng ta thì đây, khu vực này thì sẽ sơn màu xám ghi để tạo sự đồng nhất cho ngôi nhà. Đây, mà ngay cả phía dưới nữa, cái phần mặt tiền này nữa, đấy, cũng đều sơn màu xám ghi hết. Thì có thể thấy là căn nhà của chúng ta nổi bật lên với cái màu sắc về trung tính, nó rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà bên cạnh đó thì nó vẫn tạo được một cái sự nổi bật và cái sự khỏe khoắn trong toàn bộ công trình. Toàn bộ hệ thống cửa chính, cửa phụ, cửa sổ thì đều được làm bằng chất liệu là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực. Riêng khu vực cửa chính của chúng ta thì sẽ được làm bằng cái chất liệu đó chính là nhôm giả vân gỗ ở phía bên ngoài này. Còn phía bên trong thì kính ở đây sẽ là kính hai lớp, ở giữa thì sẽ có một cái lớp lan hoa đồng. Nó có tác dụng là vừa trang trí cho cửa này, tạo được một không gian thẩm mỹ này, cũng như là nó sẽ ngăn cách giữa hai lớp kính, tạo một cái khoảng không, giúp là chống chịu nhiệt, chịu lực vô cùng tốt. Ta có thể thấy là ở trên các cái diện tường này, cũng như cái phần dưới gara này, này, và ở bên trên và ở bên dưới hệ thống mái nữa, thì ta sẽ có thêm những hệ thống đèn dọi này, rồi là đèn downlight chiếu sáng cho ngôi nhà chúng ta thêm nổi bật và lung linh hơn. Phần lan can của chúng ta sẽ sử dụng bằng chất liệu đó chính là kính cường lực. Hiện tại thì cái đơn giá đây đang dao động khoảng tầm là 1,5 triệu cho 1 mét dài. Và khi chúng ta sử dụng cái kính cường lực trong không gian này á, thì nó sẽ tăng thêm cái tính hiện đại cho cái công trình này. Bên cạnh đó thì nó sẽ không bị che khuất về tầm nhìn và làm cho không gian thêm rộng hơn. Vì là ngôi nhà mang quá nhiều những cái đặc tính của bê tông cốt thép, chính vì thế mà chúng tôi để cân bằng lại thì sẽ sử dụng một số những cái bồn hoa này, rồi là những cái chậu trồng hoa, trồng cây nữa cho ngôi nhà thêm hòa nhập với thiên nhiên. Và ở riêng cái khu vực phía tầng 2 này thì sẽ có một cái bồn hoa cũng khá là lớn, trồng rất là nhiều cây xanh. Và khi mà thiết kế bồn hoa thì ngoài cái việc là nó làm tăng thêm cái vẻ đẹp thẩm mỹ cho ngôi nhà, bên cạnh đó thì nó sẽ làm cho ngôi nhà của chúng ta nó thêm dịu mắt hơn. Chính vì vậy mà thiết kế bồn hoa thì chúng ta cũng là một cái điều rất là cần thiết ở trong những ngôi nhà phong cách hiện đại. Nhưng mà tuy nhiên khi mà thiết kế bồn hoa thì cần phải lưu ý để về vấn đề chống thấm. Đây là một cái việc làm rất là cần thiết. Vì bồn hoa do ở thường thường sẽ đặt phía ngoài trời nên là phải tiếp xúc với điều kiện nắng mưa thời tiết bên ngoài rất là thất thường. Đồng thời thì lâu ngày những vật liệu như là đất này, cát này, nước này tồn đọng thì nó sẽ khiến cho bồn hoa thường bị rơi vào cái trạng thái là mục nứt này, thẩm thấm vào tường.
Không chỉ vậy thì việc rò rỉ bồn hoa thì còn góp phần là nó sẽ kéo theo cái lớp cốt thép bên trong chân tường nữa, nó sẽ kéo theo cái lớp cốt thép bên trong, rồi là cột trụ bị hoen rỉ, thẩm nước vào bên trong công trình. Do đó nên việc tuân thủ theo đúng quy trình chống thấm là một cái việc làm rất cần thiết. Đây là góc nhìn trực diện của ngôi nhà này. Nhìn thấy là ngôi nhà của chúng ta nó mang đậm một cái phong cách hiện đại, nó rất là nổi bật, và cái phần mặt tiền phía trước này nó rất là rộng nữa, để chúng ta có thể vừa thoải mái để bố trí được một cái nơi để có thể là để gara để xe này. Đây còn phía bên này chính là cái khu vực cửa chính. Góc nhìn từ phía bên này công trình chúng ta cũng vô cùng đẹp và nổi bật ạ. Còn đây là phía đằng sau. Phía đằng sau thì đơn giản thôi, nhưng mà nó cũng toát lên cái vẻ hiện đại cho công trình. Đây là góc nhìn từ phía bên trên xuống, thì chúng ta có thể thấy là ngôi nhà này sẽ chụp nguyên một cái hệ thống mái Nhật ở phía bên trên. Nếu mà quý vị có thể để ý kỹ thì phía bên trên này sẽ là sử dụng cái hệ thống mái Nhật, còn phía bên dưới thì sẽ là cái phần bê tông. Đây là cái sự kết hợp giữa hai loại mái. Vì là căn nhà này thì nằm trên một cái mảnh đất lô phố, nhưng mà có cái phần mặt tiền phía trước khá là lớn. Chính vì thế mà gia đình thì muốn xây dựng này hết tất cả toàn bộ những cái phần không gian diện tích mà vốn có. Vì thế mà chúng tôi đã lựa chọn là cái phần hệ thống phong cách hiện đại cùng với mái bằng ở phía dưới. Và tuy nhiên mà vẫn không làm cho công trình của chúng ta mất đi một cái vẻ mộc mạc, một cái vẻ truyền thống, thì vẫn sẽ sử dụng cái hệ thống mái Nhật ở phía bên trên để chụp lên. Thì khi mà chúng ta nhìn từ phía đối diện vào ấy, thì một ngôi nhà sẽ không khác gì một ngôi nhà mái Nhật, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra mà khi mà nhìn kỹ ấy, thì mới thấy được là cái nhà này nó sẽ kết hợp của hai loại mái, mái bằng phía bên dưới và mái Nhật phía bên trên. Mái Nhật thì nó chỉ chiếm một phần rất là nhỏ ở cái phần bên trên phía trước này thôi, còn phía sau thì vẫn là để hở một khoảng rộng này để chúng ta có thể thoải mái sinh hoạt. Và với cái việc mà áp dụng một cái hệ thống mái Nhật như thế này thì nó sẽ làm cho cái công trình của chúng ta nó sẽ trở nên hài hòa hơn, nó sẽ mang một cái nét gì đó vẻ đẹp của truyền thống ngày xưa. Và đặc biệt thì khi mà thiết kế cầu thang hệ thống mái kết hợp như thế này thì chúng tôi nên lưu ý này, luôn luôn là lưu ý cái phần hệ thống đua mái làm sao này để không tránh tình trạng là đua mái sang nhà hàng xóm, để khi mà trời mưa nó có rơi xuống ấy thì đây nó cũng rất là văn minh, chỉ rơi vào trong khu vực nhà mình thôi. Đây là một góc nhìn khác của công trình. Ta thấy là toàn bộ hệ thống cổng và tường bao này thì cũng sẽ mang lên một cái hơi hướng gì đó về phong cách hiện đại để đồng nhất với toàn bộ căn nhà này. Hệ cổng thì vẫn được sử dụng bên trên một hệ thống mái bằng bê tông. Hệ thống này, cột trụ này thì cũng được ốp bằng chất liệu đó chính là đá. Đấy, còn toàn bộ phía bên này thì sẽ là sử dụng là sắt hộp sơn tĩnh điện. Hệ thống cánh cổng thì cũng được sử dụng bằng sắt hộp sơn tĩnh điện này, có những song sắt này để tạo sự đồng nhất cho toàn bộ căn nhà. Đây là phối cảnh công trình lúc về đêm. Thì nhìn vào cái công trình này mới thấy được rằng là khi vào ban đêm ấy, tác dụng của những hệ thống đèn downlight này, rồi hệ thống đèn dọi này, nó vô cùng lớn. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phần bóc mái công trình. Phần bóc mái hay còn gọi là 3D bóc tách mái đấy ạ. Ở phần này chúng ta có thể thấy được, nhìn được toàn bộ cái không gian bên trong của một ngôi nhà theo góc nhìn từ phía bên trên xuống. Và cái phần bóc mái này được các kiến trúc sư của chúng tôi bóc tách hoàn toàn miễn phí và sẽ đi kèm theo cái bộ hồ sơ thiết kế khi mà quý vị kia vào thi công trực tiếp với Mark Home. Và phần bóc mái này cho chúng ta thấy được toàn bộ không gian bên trong này rất là dễ nhìn, những vị trí nào nên đặt để những cái gì, ví dụ như là vị trí nào nên đặt bàn ghế này, vị trí nào đặt giường ngủ, vị trí nào đặt tủ quần áo đều thì được thể hiện rất là rõ nét. Và khi chúng ta nhìn vào đây thì sẽ dễ hình dung hơn. Đặc biệt thì sau này khi mà quý vị muốn làm nội thất chẳng hạn thì chúng ta có thể là áp dụng chính cái phần bóc mái này vào cho căn nhà của mình. Với góc nhìn từ phía bên trên xuống, người ta thấy này, căn nhà chúng ta ở phía bên ngoài thì sẽ một cái khu vực gara để xe ô tô, để xe máy. Còn phía bên này thì sẽ là cái khu vực phòng khách. Phòng khách thì có một bộ bàn ghế sofa rất là lớn này. Bộ bàn ghế thì sẽ làm bằng chất liệu là gỗ tự nhiên kết hợp cùng với lại chất liệu da. Và từ cái không gian này của chúng ta này thì sẽ này có phía bên đằng sau này chúng tôi có ốp một cái mảng tường. Ở hai bên thì sẽ là những hệ thống lam gỗ. Còn phía đằng sau thì sẽ là cái khu vực tấm PVC giả đá. Còn phía đối diện thì sẽ là một hệ thống kệ tivi cũng được thiết kế tương đồng thôi. Kệ tivi làm bằng chất liệu cũng là gỗ tự nhiên. Bên trên thì có thiết kế thêm hệ thống hộc tủ nữa. Cầu thang của ngôi nhà sẽ nằm ở chính giữa này. Còn đây thì sẽ là khu vực phòng bếp kết hợp phòng ăn. Ở đây sẽ có một hệ thống tủ bếp được thiết kế theo hình chữ L, thứ tự bếp nấu, bồn rửa, tủ lạnh. Bộ bàn ghế ăn được đặt ở chính giữa, dành khoảng tầm cho 6 người. Nhìn trông rất là sang trọng đúng không ạ? Và trong khu vực phòng ngủ của chúng ta thì đây sẽ là phòng ngủ dưới tầng 1, phòng ngủ khép kín. Có một hệ thống giường ngủ này. Bên này sẽ là một hệ thống tủ quần áo.
có một khu vực nhà vệ sinh riêng ở phía bên trong với đủ lavabo, bộ vệ sinh và tấm sen. Và ở dưới nền của cái khu vực phòng ngủ này, chúng ta sử dụng chất liệu đó chính là cái gạch giả vân gỗ để tạo cho công trình nó thêm vẻ ấm cúng hơn. Sau khi bước ra ngoài phía sau công trình ấy, thì cũng sẽ có thêm một cái hệ thống, đó chính là cái nhà vệ sinh chung cho cả tầng nằm ở phía ngoài, thiết kế tách biệt với toàn bộ không gian sinh hoạt ở phía bên trong, đảm bảo được cái sự riêng tư kín đáo và tránh tình trạng gây mất thẩm mỹ. Đây là một góc nhìn khác ở phía dưới tầng 1. Thì từ góc nhìn này có thể thấy rõ được những cái phần hệ thống vách ốp như thế này. Tôi thấy từ phía góc ốp, vách ốp kệ tivi này, nó sẽ đồng nhất với cái vách ốp mà nó sẽ đối diện ở phía bộ sofa. Đấy, cũng là tấm nhựa PVC giả đá. Và khi chúng ta dùng tấm nhựa này thì nó không có khác gì so với đá tự nhiên cả. Mà bên cạnh đấy nó sẽ giúp giảm nhẹ cái tải trọng cho công trình. Và đặc biệt là nó tiết kiệm chi phí cho chủ đầu tư rất nhiều. Tất cả những góc của trong cái căn nhà này. Còn đây là trên khu vực tầng 2. Tầng 2 thì sẽ chủ yếu là cái nơi nghỉ ngơi cả gia đình. Trên tầng 2 sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ, 1, 2, 3. Trong khi đó thì sẽ có một cái khu vực nhà vệ sinh chung ở tầng 2 nằm ở giữa hai phòng ngủ này. Còn hai phòng ngủ này thì đều là những phòng ngủ thường. Và còn một phòng ngủ này thì sẽ là cái phòng ngủ khép kín, hay còn gọi là phòng ngủ master, bởi vì nó sẽ ưu ái không gian diện tích vô cùng rộng. Đây là hệ thống cửa bước vào này, ta sẽ có khu vực này thì sẽ là cái không gian để chúng ta có thể là bố trí thành một cái nơi để làm việc này, hay cũng như là một cái khu vực để thay đồ. Còn đây thì sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh riêng biệt cho căn phòng ngủ, có đầy đủ lavabo, bồn vệ sinh và tấm sen. Còn phía bên này thì sẽ là cái nơi nghỉ ngơi chính cho gia chủ. Có một hệ thống giường ngủ rất là lớn được làm bằng gỗ này. Phía cuối thì sẽ có một cái ghế đấy, để dưới đầu giường, để dưới khu vực chân giường này. Còn hai bên thì sẽ là những cái hệ thống táp đầu giường rất là lớn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chi tiết về hồ sơ kỹ thuật của công trình này. Ta thấy được là chủ đầu tư ở đây là chú Vũ Văn Năm, có địa điểm tại Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu phần mục lục trước. Ở trong cái căn nhà này tổng cộng 50 mục tất cả. Và trong 50 mục chính này thì sẽ bao gồm rất nhiều mục phụ ở phía bên trong. Và chúng tôi có đánh số ký hiệu này, cũng số thứ tự này để chú quý vị có thể thoải mái và dễ dàng cho việc tra cứu hơn. Và trong phần mục lục về thống kê đầy đủ này, như mặt bằng này, mặt đứng này, mặt cắt này, các chi tiết như vỉ kèo này, chi tiết vệ sinh, chi tiết tay vịn, lăng can, cầu thang, cửa đi, cửa sổ, vân vân. Đây là mặt bằng hiện trạng công trình thì nằm, thì nó có thể thấy là ngôi nhà nằm trên một cái khuôn đất nó rất là rộng, khoảng tầm 149 m². Chính vì thế mà chúng tôi đã thiết kế này, nhưng mà quý vị có thể để ý ra nhá, đã thiết kế này gần như là xây dựng hết tất cả toàn bộ đất cho công trình. Đấy, và không có để dư ra một khoảng nào cả. Nhưng mà dễ rất là khéo léo nha, với hệ thống mái nhật ở phía bên trên nữa. Và đấy là một cái lý do tại sao mà tôi vừa giới thiệu với quý vị đấy ạ. Hệ thống mái nhật sẽ kết hợp cùng hệ thống mái bằng. Đây là một vòng bát trạch, ta thấy gia chủ sinh năm 1955, thuộc mệnh là kim, sa trung kim, cung mệnh ly, thuộc đông tứ mệnh, hợp với các hướng như là bắc này, diên niên, hướng nam phục vị được sự giúp đỡ, hướng đông nam thiên y, thiên thời che chở, hướng đông sinh khí. Màu bản mệnh thì sẽ là vàng đồng trắng, màu tương sinh là màu vàng và nâu. Và quý vị có thể thấy là khi chúng ta biết được những cái hướng tốt hợp gia chủ ấy, thì sẽ chú ý sắp xếp làm sao để quay hướng nhà này, hướng bếp, hướng ban thờ để sẽ hợp với tuổi của gia chủ. Còn lại thì những hướng xấu sẽ dùng để đặt nhà vệ sinh và nhà kho. Đây sẽ là cái phần mặt bằng công năng của công trình. Công trình này của chúng ta này thì sẽ có chiều ngang mặt trước ở đây. Đây thì sẽ là 99 m, còn chiều sâu là 14,8 m. Đây là cái thông số tính cả phần sảnh đưa ra. Còn diện tích thiết kế của công trình ở dưới tầng 1 này thì sẽ rơi vào khoảng tầm 123 m². Ở dưới tầng 1 thì sẽ bố trí được một khu vực để gara khá là rộng rãi. Còn phía bên này thì sẽ là khu phòng khách rộng 33 m². Phòng bếp, các phòng ăn thì rộng 26 m². Chúng tôi có thiết kế này một cái hệ thống lam, vách lam để ngăn cách giữa khu phòng khách phía ngoài, phòng bếp phía trong, vừa đảm bảo được sự kín đáo và riêng tư. Bên cạnh đấy thì vẫn được giữ được cái sự đồng nhất và tránh được hiện tượng là bí bách chật chội toàn bộ căn nhà. Từ khu vực phòng bếp thì chúng ta sẽ có một cái lối ra cửa hậu phía sau, và từ cửa hậu này sẽ đi ra khu vực đó chính là nhà vệ sinh chung cả tầng 1 rộng 3 m². Dưới tầng 1 thì ta sẽ có một phòng ngủ rộng 17,6 m². Phòng ngủ này có đầy đủ tất cả các thiết bị như là giường ngủ, tủ quần áo, tắp đầu giường. Và ngoài ra thì có một nhà vệ sinh riêng biệt rộng 3 m² với đầy đủ như lavabo, với tấm sen, bồn vệ sinh. Thường thường tôi hay tư vấn cho quý vị khán giả là làm sao ở dưới tầng 1
đối với những căn nhà và cao tầng nhá, thì cũng làm sao bố trí ở dưới tầng 1 một căn phòng ngủ để dành cho ông bà. Bởi vì ông bà là người đã có tuổi rồi, nên là tránh cái hiện tượng là phải leo trèo quá là nhiều. Chính vì thế mà đặt phòng ngủ ở dưới tầng 1 thì là một cái điều rất là hợp lý. Bên này khu vực tầng 2 thì ta sẽ có này, diện tích thiết kế ở tầng 2 là 117m2. Trên cái tầng 2 này thì chúng ta sẽ có tổng cộng 3 phòng ngủ. Phòng ngủ 2 là 12m2, phòng ngủ 3 là 15,8m2. Diện tích này cũng khá là rộng rãi ạ. Và chúng ta cũng đều thiết kế đầy đủ hết tất cả để giường ngủ, tủ quần áo, tấp đầu giường, bật trang điểm. Hai phòng này sẽ dễ dùng chung một nhà vệ sinh ở phía ngoài. Đây là nhà vệ sinh chung cả tầng 2 rộng 5m2 với đầy đủ lavabo của vệ sinh và tắm sen. Có một cái vách ngăn kính để ngăn nước bắn ra ngoài khi chúng ta sử dụng vòi tắm. Còn không gian này thì chính là một phòng sinh hoạt chung rộng 12m2, nho nhỏ thôi, nhưng gia chủ có để thêm một cái bộ sofa rất là nhỏ ở đây thì chúng ta có thể là ngồi đây đọc sách để và thư giãn. Còn đây thì sẽ chính là cái phòng ngủ master cả căn nhà, thì sẽ chia làm 3 phân khu. Phân khu đầu tiên thì sẽ là cái nơi nghỉ ngơi của gia chủ là 17m2 với giường ngủ này, rồi là tắp đầu giường với hai bên. Một cái hệ thống cửa rất là lớn, đây là cửa trượt nhé, đi ra ngoài ban công phía trước nhà. Và phân khu thứ hai đó chính là phòng thay đồ rộng 14m2. Đây khá là rộng rãi, phía bên này là một hệ thống tủ quần áo này, để thoải mái chúng ta có thể thay đồ đạc này. Còn ở đây thì sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh riêng biệt cho căn phòng này. Diện tích khá là rộng, có thể nói rằng là rộng nhất trong tất cả các nhà vệ sinh. Ở đây thì có cái diện tích nó cũng khá là rộng với 5m2. Trong không gian này có đầy đủ lavabo này, bồn vệ sinh này, và có một cái hệ thống bồn tắm rất là lớn đây. Chúng ta có thể thư giãn ngâm mình này sau những giờ phút đi làm về căng thẳng mệt mỏi. Bước lên khu vực tầng 3 thì chúng ta sẽ có này một không gian phòng thờ nằm ở nơi cao nhất ở ngôi nhà, giúp đón được nhiều những tài lộc và vượng khí, đặc biệt là ban thờ đặt theo đúng hợp tuổi với gia chủ nữa thì rất là có lợi. Ở khu vực ban thờ này của chúng tôi thì với 18m2 có một cái hệ thống ô cửa sổ rất là lớn này hướng ra phía mặt trước ngôi nhà. Còn phía toàn bộ phía bên này thì sẽ là cái khu vực sân thượng kết hợp cùng với nơi giặt phơi. Chúng tôi sẽ tận dụng vào cái phần nóc mái bằng ở khu vực tầng 2 đấy ạ, để có thể làm khu vực sân thượng này. Và ngoài ra thì phía bên trên cũng có thêm lợp thêm một cái lớp mái, đó chính là mái nhật nữa. Vừa rồi là cái mặt bằng công năng công trình. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về cái phần mặt đứng của công trình. Đây là các chi tiết vì kèo này, lối ra sao, lối như thế nào. Và công trình này chúng ta sẽ có này, tổng chiều cao tính từ cốt sân lên đến khu vực đỉnh mái thì sẽ là 12,5m. Trong khi đó thì chúng ta sẽ có một cái bậc để đi lên cái khu vực nhà chính chúng ta, chỉ một bậc thôi quý vị nhé, là 150mm. Chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,6m, chiều cao thông thủy tầng 2 là đây 3,3m, tầng 3 thì sẽ là 3m, còn khu vực thân phần mái phía trên nữa thì sẽ là 2,5m. Một cái thông số khá là đẹp và cân đối. Sau khi mà chúng ta khám phá phần mặt đứng rồi thì đây sẽ là phần mặt cắt của công trình. Phần mặt cắt cho chúng ta được nhìn thấy hình dung toàn bộ không gian nó cắt qua này, bao gồm của cái chiều cao của cửa đi này, cửa sổ này, cửa phụ này, rồi độ dày của tường này, dầm chân sàn. Từ đây cũng có thể đọc những biện pháp thi công nữa. Như dưới tầng 1 này sẽ đổ một cái lớp bê tông chống sụt lún này, sàn mái 1 đổ lớp bê tông này, sàn mái 2 đổ một lớp bê tông này, và cái khu vực là cái sàn mái 3 bên trên nữa thì cũng sẽ đổ thêm một cái lớp bê tông này, đổ cái lớp bê tông phía bên trên này, sau đó thì sẽ lợp vì kèo và dán ngói phía bên ngoài, một cái kết cấu khá là vững chắc đúng không ạ. Đây là mặt sau của công trình. Còn đây khu vực này sẽ là khu vực nhà vệ sinh cho căn nhà, được bố trí này sàn nó gạch ceramic chống trơn, còn tường thì cũng sẽ ốp gạch ceramic màu cà phê nhạt, hèm cửa thì ốp gạch granite vân đá màu tối, còn trần đây sẽ trần bê tông cốt thép bả lăn sơn hai nước màu trắng. Còn đây là khu vực mặt bằng thang, rồi là chi tiết hệ thống tay vị này cũng như lan can cầu thang này được thể hiện rất là rõ nét. Còn đây là chi tiết mái che. Đây là hệ thống cửa chính của chúng ta. Thường thường thì khi mà thiết kế cửa chính, người ta sẽ thường dựa vào kích thước lỗ ban để tính toán làm sao để nó phù hợp và đúng cái công tốt để mang lại nhiều cái điều may mắn và tài lộc cho gia đình. Như căn nhà này thì cách tính cái kích thước lỗ ban như sau. Sẽ lấy toàn bộ phủ bì bên ngoài này, phủ bì là 3,3m, trừ đi cái kích thước lọt sáng lọt khe thì nó sẽ ra được kích thước cuối cùng. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là 2320. Thì khi chúng ta sử dụng con số này để tra vào cái trong cái bảng thước lỗ ban thì thấy là nó rơi vào đúng cái khung rất là tốt.
qua điều này có thể cho thấy là các kiến trúc sư của chúng tôi không những giỏi về chuyên môn mà còn giỏi về phong thủy nữa, để có thể tính toán thay cho quý vị khán giả. Đây sẽ mở bằng lát sàn, nhưng mà không gian này chúng ta có thể thấy được toàn bộ không gian bên trong của căn nhà, nên sử dụng những cái loại gạch như thế nào để ốp cho từng bộ phận, rồi là từ đây chúng ta có thể thấy được những cái vị trí nào cần phải cắt gạch này, để tránh cho hiện tượng thợ cắt quá nhiều gây là phát sinh chi phí cho chủ đầu tư. Tiếp theo là về phần kết cấu, ở công trình này sẽ sử dụng là móng cọc bê tông cốt thép tiết diện 200x200mm, giải pháp kết cấu phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép, kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối tự trên các dầm khung và dầm phụ kết hợp cùng với đỡ tường ngăn. Ở trong đây chúng tôi đã có các yêu cầu khi thi công đầy đủ này, để làm sao đảm bảo an toàn cho đội thợ thi công và cũng như là công trình chất lượng nhất. Và ngoài trong bộ thiết kế của chúng tôi này, thiết kế vô cùng chi tiết như là chi tiết gia cường dầm này, rồi là bố trí tiết lanh cửa này, chi tiết cấu tạo nút khung này, rồi là cách nối cốt thép ra sao như thế nào được thể hiện rất là rõ nét đây rồi. Đây thì sẽ là cái phần mặt cắt của cái phần móng này. Nhìn ở đây ta có thể thấy được rằng là cái lớp bê tông lót ở phía dưới này, cách bố trí sắt thép ra sao này, tất cả để thể hiện trên mặt cắt ngang, mặt cắt dọc và có thống kê đầy đủ. Đây, thống kê thì nó sẽ nằm ở ngay phía dưới này. Đây là bảng thống kê cốt thép từng phần, trong này chúng tôi đã có này định lượng đầy đủ này, khối lượng bao nhiêu, số cấu kiện bao nhiêu, tổng chiều dài trọng lượng bao nhiêu thì đều có hết. Thì khi mà chúng ta có cái bảng thống kê cốt thép từng phần này rồi ấy, có thể định lượng được số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay là dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém với chủ đầu tư. Tiếp theo là về phần hồ sơ điện nước. Điện nước là một cái phần rất là quan trọng, quyết định đến yếu tố sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình. Từ đây chúng ta có thể thấy được rằng là cái cách bố trí này, ổ điện này, rồi là những cái vị đây, bố trí ổ điện này, và rồi là những vị trí đường dây, đường ống, rồi hệ thống công suất. Khi có thiết kế rồi thì nó sẽ khớp với cái phần nội thất. Và rất nhiều nhà gia chủ thường tự thi công giao hết cái phần điện nước cho thợ thôi. Bởi vì vậy là sau khi người ta thi công xong ấy, người ta không hình dung được là sau này sẽ bố trí vị trí đấy là treo cái gì, treo tranh, ốp vách, đóng giường ở đâu. Nên là khi có bản vẽ thiết kế thì công trình và thi công chọn gói thì nó rất đồng bộ rồi, nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm, đặc biệt là với công trình của nhà Vũ Bắc Năm như thế này. Và cuối cùng thì sẽ là phần dự toán. Ở trong phần dự toán này chúng tôi đã bóc tách chi tiết này, thép khối lượng bao nhiêu, gạch đá cắt sắt bao nhiêu. Sau này chúng ta cứ thử tuân thủ sẽ đúng như thế này thôi là có thể là kiểm tra và thi công một cách rất là dễ dàng rồi. Và khi mà chủ nhà làm việc mắc hôm của chúng tôi thì sẽ cho có một đội ngũ nhà tốn kém hết bao nhiêu viên gạch, bao nhiêu cây thép, bao nhiêu bao xi. Sau này sẽ thực tế thì chủ nhà sẽ thấy đúng và giống hết trong dự toán, bởi vì chúng tôi là tính toán trên máy móc này, đấy, thiết bị này sẽ chính xác tuyệt đối. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà anh Năm có địa chỉ tại Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Vậy thì quý vị nghĩ sao mẫu công trình này? Hãy lại bình luận ở ngay phía bên dưới. Và nếu như quý vị nào mà đang có nhu cầu thiết kế và thi công chọn gói, nhanh chóng liên hệ tại các số hotline của chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị trong một số tiếp theo.